Rồi bây giờ là rút quân khỏi khách sạn. Rút quân khỏi khách sạn nha. À, bye bye Việt Nam, bye bye Sài Gòn nha mọi người ơi. Bây giờ là chuẩn bị đi xuống trả phòng để đi ra phi trường nè. Rồi, ủa, vali xuống trước hả? Mình được xuống trước vậy. Rồi, vali xuống trước thì mình bấm gặp đi. Bấm lên, đây có một bọc đi xuống. Bấm lên lại. Đi xuống hết, không lên. Không biết cho non đi về Mỹ không nha? Hả? Giờ chọc bé chú coi, cà khịa bé chú coi. Ờ, đó là... Có non đi về Mỹ không? Thích thì... Chứ là không thích thì đi về thôi. Vậy bây giờ thích hay là không thích? Đã biết rồi, đó là quyền của thằng nữa. Trời là trời, đi về là quyền của tôi hả? Ờ, thích hay không là... Coi như là bây giờ tôi bắt đi về mới về đó đúng không? Tùy thuộc của mỗi người. Rồi bây giờ tôi cho ở lại với ai chú không? Không có. Ờ, tôi biết không ai chú được rồi. Đó, biết không ai chứa thấy không? Biết không ai chứa là được rồi. Vậy coi như là tôi cho ở lại cũng không ai chứa đúng không? Ờ. Bây giờ bắt buộc là phải đi về đúng không? Đúng rồi, rồi vô. Ờ, đi về bắt cái kiềm đi cho rồi. Ờ, đi về kia lấy cái kiềm. Bây giờ là đi về. Đúng không? Hết. Nó nóng. Hết chân. Hết hết. Rồi không hết chân. Đóng cửa lại á. Hết chân. Ừ. Đem cái tôi tóm trong 25 chiếc lần. Trên thang máy kìa. Lên máy bay là bay lên trời cao nữa. Ừ, bay lên trời cao rồi. À, tới sáng xa để coi một đêm nay đây là tới sáng bơi là ở Mỹ hả? Ờ, sáng bơi về Việt Nam nha, là tới Mỹ rồi đó. Rồi nói với máy bay là xong máy bay giờ lại trả phòng. Bye bye bye, đau cũng được hết trơn. Rồi mía sắp xa ai? Xa gia đình gì đó nói. Xa quê hương đất nước. Ừ. Xa người thân, người những người bạn tốt. Ờ. Ờ, xa người yêu. Xa những người bạn tốt. Là xa người yêu nữa. Xa người yêu nữa. Chết tôi chết. Ôi trời, nói trời, nó hồn đi trời. Trời người yêu nó không nào vậy? Người yêu sao? Đấy. Yêu đâu rồi? Đâu yêu đâu, người yêu ở đâu cũng có à. Người yêu đâu? Người yêu đâu? Ở đâu cũng có người yêu hết trời ơi. Người yêu đâu rồi? Nhưng mà có ai yêu mình không thôi chứ. Ai yêu mình không? Ờ. Đó, trời ơi, bây giờ tao hỏi ai yêu không thì sao cho trả lời coi yêu. Hả? Có không? Có chứ sao? Sao rồi nói sao? Anh đánh gì thép sao? Đánh gì thép?
đánh đi thép về hả? Đánh đi thép gì? Đánh đi thép về nha. Đánh gì thép gì chứ là phải đánh gì thép gì. Kết quả thì là tốt. Rồi bye bye, tạm biệt Sài Gòn phải không? Wow, trời tối thua nhỉ. Wow, trời u ám đó, trời sắp mưa đó. Không phải đi em ơi. Sài Gòn. Anh bé ơi, say tạm biệt Sài Gòn đi. À hả? Tạm biệt Sài Gòn. Trời sắp mưa nữa rồi. Tại vì nghe mùa này là mùa mưa. Đang chở khách ra sân bay. Dương lễ luôn mình ăn cơm với cá hả? Ngày xưa Dương lễ lưu bình vậy đó. Ghê quá hả, đây chạy xe ghê quá hả. Xe ra lửa nhỏ quá, chóng mặt quá. Nha, sóc tới sóc luôn, không quan cầm chóng mặt quá. Chóng mặt đừng quay nữa, hồi ra đi trường nữa. Xe lửa qua. Xe lửa qua cho nên đóng lại, đóng lại. Cái này tỏ nó biết nó nói gì không anh? Cái gì? Nó nói xe sắt. Xe sắt hả? Ừ. Nó kêu bằng xe sắt. Tàu sắt hả? Xe sắt. Xe sắt. Xe lửa mà nó nói xe sắt. Đà Nẵng là có phương án như tàu lửa là có thành phố. Ờ vậy hả? Đi qua thành phố khác đó hả? Rồi người ta đóng đường lại kìa đó. Đóng đường lại, ngừng lại hết, không cho xe chạy nha. Ở ngoài trời mưa nha mọi người. Ở ngoài trời mưa quá, trời mưa luôn cả nhà ơi.
chậu nha thôi. Xe lửa qua đó. Xe lửa này chở khách hay là chở hàng quá? Chở khách. Không, khách đó. Khách. Đúng rồi, tàu khách kìa. Thấy khách ngồi á. Ngồi dài lắm á. Rồi hết rồi đó. Rồi cái này rút lại. Có người đẩy. Chứ ngang con đường lớn mà. Là thuộc pizza ha em bé. Hả? Ngày mai là thuộc pizza ha. Giống bây giờ Manhattan là nơi là New York City. Hả? Cái gì? Cho tiền tiếp tiền bỏng rồi chứ 150 vẫn cho tiền tiếp tiền bỏng không chịu sòn cho không vài chục nữa thì sao đưa chưa hả đưa rồi đưa rồi lại thằng giao hết rồi không còn đồng nào chưa á hết rồi hết rồi sao giờ xe đủ luôn hả hai vậy hai chiếc à, hả? Rồi chạy xe ra rồi xe đậu đâu? Đó, đó, đó. Rồi, tranh thủ đi trước, không bị mất mưa. Không bị mất mưa. Đi mía đeo lên đi. Đeo lên vậy trước đi rồi. Đồ có đèn kêu chơi không hả? Ừ, có còn xe nữa. Kéo kéo người vô để mưa ướt. Kéo người vô để mưa ướt. Còn chờ chiếc xe nữa đó. Bạn về là chỉ có hai cái ba ly thôi nha. Không có đem cái gì về hết. Không có đem cái gì về. Mày đem về đâu có ăn đâu, sách về tùm lum quá trời. Khỏi qua là khỏi chuyện mất công. Có đem mấy hộp với muội của tăng cho. Có lấy cái trò lì lấy cái xe đẩy không? Tăng đi lấy cho chứ. Không không, đâu có tẩy gì đâu. Ừ vậy thôi kéo vô đó, đâu tẩy gì. Sao không chở gì? Ba ly luôn á. Ba ly luôn hả? Không nhưng mà cũng phải lấy xe đẩy để ba ly lên, đúng rồi. Tới bên của em kia. Sân bay đông quá trời hả? Lúc luôn. Có chỗ đứng. Sân bay đông quá trời. Bỏ vali lớn lên. Rồi bỏ hai cái vali lớn chồng lên. Đây nè tạm cầm nha. Rồi chờ cái kia nữa, chờ cái kia đem lại nữa. Dạ, dạ đúng rồi, nhỏ để cho. Cái này là nó đi ra cầu, nó mắc vô.
mình đã số của một cái khách vô đây quay cái tâm quay đầu lại không để chạy anh để cái kia nha qua cái này sắp tay sắp tay bỏ lên luôn cái nào nữa không thấy rồi anh nếu bỏ cái bát phạt lên đây luôn đi đẩy cho nó nhẹ vô luôn chưa bây giờ mấy giờ rồi 5:20 đây thôi đẩy thẳng khách hàng đi đẩy sách vô đi để sách vô đi khách hàng đi rồi từ giả là chia tay chia chân gì đây đây cái này bỏ lên nó luôn không đưa đây tại vì cái đó mọi thằng còn phải lấy điện thoại để kiểm tra cái nè vậy bây giờ đây 4 chai nước để cho hàng cho nước chai còn 2 chai lấy ra đi ok chồng có mấy người thằng cháu cái phá tôi đây chỉ còn nữa nè em phải chút có sợ nó xe về luôn hả không qua đông khách sạn chủ mấy đứa nó xe rồi rồi bây giờ đẩy nó đâu đi đẩy đi ra đi mà cái này đâu xếp hàng đâu tại người ta đứng ngoài ta ngó thôi mình đi là mình đi vô à 969 không nghe đường đi quá không là đứng ở đây nè không nghe đường đi hả rồi đứng sau để chụp ảnh vậy có chào Nam cảm ơn dành cái trường và anh em mở chúc mừng may mắn rồi như vậy thì còn những lời gì nữa không thì anh muốn nói gì anh nói chứ anh hỏi hàng sao thằng biết nhưng mà hôm nay thấy phi trường đông khách quá làm sao đây phi trường đông quá trời luôn cái nay phi trường đông dữ thiệt quá rồi làm sao mà hứng thấy trời tạm biệt các chị ha tạm biệt con rồi tạm biệt chị ha rồi đi thằng nhớ đi về các chị về tới bển thì kêu nhớ bấm Zalo gọi mình cần ngay ha ok rồi chị hàng về rồi các chị qua bển thì gọi điện thoại cho hay ha về tới bển thì thượng lộ bình an gặp qua bạn gặp nhiều may mắn rồi ok cảm ơn đây là gia đình chúc cảm ơn Trần ha rất cảm ơn chị ok rồi rồi mà chút cái sòn nào khen chưa thức mà mau phát triển hồi sáng có coi cái clip bây giờ đốt nhang mẹ ba mẹ nha mẹ đó khởi nghiệp đi sòn ok cố gắng đi qua YouTube được rồi cố gắng nè còn đây mà đây không có một cái khuôn cứ có một cái nữa đâu có cái gì mở gì lên coi coi đâu có gì đâu mà mở đâu có gì đây là có gì đây cái này là gì hả đó có gì thôi nhớ nghe lại hằng nghe hằng cũng gì cũng không không mở 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 có phone Zalo hai người có Zalo nhau có Zalo rồi hai người có Zalo đấy chị sờ nó lâu tao nói không cần phải phone ba lần đúng rồi không có lâu nếu mà phone gì mình đi phải gọi thay thêm nhớ chưa ha nếu mà mía không có gọi sòn thì sòn cũng phải gọi mía thì cho dù mình anh em đi chăng nữa thì chị sòn cũng gọi để nhắc nhở anh mía phải cái gì
chứ đâu nhất thiết phải là gì, nhưng mà anh em đi chăng nữa cũng có thể gọi để mình nhắc nhở á, nhắc nhở anh nhé, phải không? Cho vui. Ờ, cho chuyện cho vui. Mấy người nhé quá. À. Xích, xích lên cái này là dạ. Mở gỡ không nổi luôn. Chết thiệt. Dạ, ok rồi, sao anh hả bạn bạn hả? Hello anh. Anh tên gì? Quang, Quang. Ờ, anh cũng coi kênh của Hằng hả? Hả? Anh cũng coi YouTube của Hằng hả? Có xem. Ok, rồi cảm ơn anh ha. Dạ. Dạ bye anh. Rồi bây giờ ok, bye bye Tân ha. Thôi bye bye hết một cái. Rồi. 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 Lại sớm ha. Rồi ok. Rồi. 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 Lần sau là vui vẻ kiếm kiếm tour đi du lịch chung kiếm. Ok. Chuyến này Hằng làm thiện nguyện nhiều quá không có giờ. Không có giờ để đi chơi. Lần sau đi chung một chuyến ha. Ô, okay. Có gặp lại anh Thắng được chưa luôn? Chưa, anh kể đi về bản đội thì đúng không? Không gặp rồi, anh Thắng cũng đang gặp anh ở đây. Không, ổng mới về đâu, chắc ngày hôm qua đó. Anh Thắng hả? Dạ. Rồi thôi, hẳn cho check in đi. Rồi, ok, rồi hẳn cho check in, anh bé thì anh bé đẩy hả? Ok, rồi. Rồi, rồi. Lộ bình an. Ok, rồi, mấy đứa hỏi lại nha. Ok, rồi, bye anh. Em thì lộ bình an nghỉ. Ok, rồi. Bye anh nha. Rồi, trả phong lại cho anh. Không sao, cầm đi, chút nữa. Cái này, đây, anh nhớ đẩy. Chào, phép tay. Quay ra lại. Ê, không chị, không có quay ra lại. Em vô là em vô luôn rồi đó. Nha. Dạ, em vô là vô luôn rồi, không có quay ra lại. Em đâu quay ra lại. Không, không có quay ra lại. 8 giờ bay hả? 8 giờ bay. 8 giờ bay, giờ vô check-in là đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Trước 3 tiếng mà 2 tiếng rưỡi. Nhưng mà mình VIP chắc chắn cái lại riêng. Chắc cũng không có đổi lại đâu. Mình khỏe nha, anh bạn của Cân. Em ở Sài Gòn đây. Chào anh. Bây giờ anh Cân với chị về nhà của bạn hả? Dạ. Rồi, đi về nhà bạn hả? Chờ ở. Ok. Còn ba. Dạ. Có gì? Về. Mình gặp ra là nhớ gì lần sau là có cái sổ này. Lần sau có về thì ra chơi nữa. Có gửi lời thăm anh Don ha. Mấy anh em của gia đình lớn, gia đình nhỏ anh ta lưu. À, lại đồ là quỳnh đồ đó ha. Ok, về chị đưa mấy người đó cho cả nhà xem. Lại luôn gì đây cũng chúc binh đoàn Sài Gòn ở lại đây mạnh khỏe đi. Cái này bảo mình cũng bên Đà Nẵng mà. Đông Đà Nẵng. Đà Nẵng nè. Đông Đà Nẵng. 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 Đông Đức Hòa. Đồng Mai Đức Hòa. Đồng Tâm Hòa. Có tới mấy đoàn. Máy bình đoàn luôn. Không, thì sao nếu anh Mía về mà có giờ sắp tiếp em với Hằng được đi ra quả thì em đi theo chơi. À hả? Không, thật sao về, nếu anh Mía về đó thì chẳng có chơi chiếc nữa. Nha, không sao, nếu mà lần sau mà Hằng có về công việc nữa thì Hằng dẫn anh Mía cho về chơi chiếc nữa. Dạ. Rồi chắc có dịp ra chơi hay lâu không? Ha. Dạ. Ok. Rồi, vậy đi. Đó đây. Hỏi đem khẩu trang vô đây. Đem khẩu trang đi chứ vô trong nước người ta còn. Đâu ok. Rồi, thay ra cầm biết con. Thế hả? Ờ mấy sao thiệt đó. Đóng. Mình đi sao mà. Đóng không nở xa anh em. Hồi nãy ông nói câu sang người yêu được rồi bụng. Hồi nãy ông nói câu sang người yêu là mình bất ngờ, mình rồi tới sạch luôn á. Mình trở lại đất nước cho quê hương rồi. À. Cho mình đi. Rồi thôi mình đi. Ôn yêu không? Ôn giờ cá rồi đi. Ôn cá một thôi rồi đi được rồi. Còn mai mốt rồi. Thôi, ôn đi, ôn đẹ đi. Cũng giống như anh Hằng nói gì đâu gì đâu. Đâu giống Hằng không vậy rồi. Hằng quay hoài nha. Rồi ok. Xấu quá. Rồi đẩy vô đây. Đổ màu rồi kìa. Rồi đẩy vô đây. Rồi đẩy đi chứ không chuyện giờ. Rồi đi. Rồi dễ cho anh. Chuyện là mình đây nha. Rồi bye bye. Bye bye. Xin chào tất cả. Đi ngõ nào đây chào. Đi 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 theo người ta đẩy thẳng vô. Rồi bye bye. Buồn quá à, thấy bye bye buồn quá. Thành khóc rồi, chết quá Thành. Thành khóc thiệt rồi. Thành ở với Hằng 2 tháng rồi Thành. Nãy giờ Hằng ở với Hằng 2 tháng rồi.
Dạ tận 2 tháng tới rồi. Còn cả 2 tháng. Ok, về bạn gọi không sao đâu. Rồi ok bye. Rồi đẩy vô nha. Anh bé bỏ phone vô, bỏ phone vô túi đẩy. Rồi đẩy đi mấy ơi. Đây đây vô đây vô đây. Đẩy, đẩy đi mình cầm bát to đưa. Mãi được cô thử cái giải cái kịch mình cái khách chịu dặm thôi. Nghi lên. Ồ ồ nghe. Khó khó này này bốt này lại. Ờ rồi anh mấy đứng đi. Hả? Đi chung gia đúng rồi. Dạ dạ dạ. Anh bé lại đây. Là chờ check-in nha mọi người. Nhớ không? Nhớ cái nào? Bây giờ là chờ check-in nha cả nhà. Check-in nha. Mình sở giá bay ra. Giá bay nó nằm ở trong đây. Giá bay nó nằm ở đây. Văn Quỳnh. Mía Văn Quỳnh là Quỳnh Văn Mía. Thằng Mía. Mía Văn Quỳnh là Quỳnh Văn Mía. Quỳnh Văn Mía, bây giờ khát nước quá rồi. Không có giấy nhưng mà có cái PC được không? Anh Mía khát nước không? Hả? Khát nước có nước nè. Cửa về phòng kiểm tra hành lý gửi đã được check thì coi như là mình đứng đây chờ phải không, coi như là hành lý mình qua được hay không nè, phải không? Có không mấy em? Mình để lại mình hỏi đây có phải không? Giờ nãy tại vì nghe chỗ quầy gửi hành lý nói là mình đứng đây mình coi cho đồ mình có qua hay không, nhưng mà giờ đâu biết đồ nào của mình ta. Anh biết đứng đây ha, mình giờ anh đâu biết đồ nào của mình. Sức cảnh ở đó thì đó là sức cảnh mà ra máy bay, đó là sức cảnh nè. Còn nhập cảnh là thoát, cái này là sức cảnh.
gã đồ nghề phải bỏ làm gì. Ô hồi nãy quên coi coi cái gì trời. Đây là xuất cảnh ra ngồi, đây là xuất cảnh, còn cái nhập cảnh là phải đi dưới cây rồi. Đây là ao, eo anh dưới đảo thì đó xuất cảnh đó, chỗ này cổng này ra nè, cổng này ra mình nó bắt số 17 đi nè, không biết chỗ nào đây hết rồi. Lên máy bay chắc rớt xuống nước rồi. Đi sao nó giờ đi chứ còn rồi bây giờ đi cửa 17 ha. Đây xem mình xin đây. Ồ, cái bát pho anh biết đâu? Đấy. Cái bát pho đâu? Bỏ bỏ trong trong bát phật luôn bỏ rồi. Đi lấy ha. Lấy ra trong. Đi lấy ha. Lấy ra tạm cầm cầm nữa đưa đây hàng cầm cho. Chất ao thì lấy bỏ ro chứ. Ừ ok. Rồi cám đi. Như vậy cái phone phải bỏ ở trong luôn đúng không? Ờ phone bỏ trong đi cạn chút ngồi xuống đây lấy. Hay là bỏ túi quần. Bỏ trong này luôn. Bỏ trong đó gớt. Bỏ luôn ờ không có gớt, không có gớt. Ok. Bỏ luôn xuống sau đó. Ừ. Đi về Mỹ cũng phiền quá trời trời ơi. Làm gì đi về Mỹ cũng phiền rồi. Rồi xong, quay phim. Trời ơi, người ta muốn đi về Mỹ, người ta không được đi mà ổng nói đi về Mỹ phiền. Ông này, sao vậy Mỹ? Chịu nổi không? Người ta muốn đi về Mỹ, người ta không được đi nha. Nhưng mà ổng nói đi về Mỹ phiền. Sao mà bụng thế này nội? Chết rồi Mỹ ơi. Mấy người lục dở ra luôn rồi, không lục dở rồi, không lục dở kìa. Không biết có bị rờ không? Giận trời thầy. Không biết có bị rờ không? Không có, đâu có đâu. Không, không có bị rờ. Đồng bò mà rờ thì sướng rồi. Nó sợ đàn ông rờ đó, đồng bò rờ không chi. Ôi lên trời, ông không là đàn bò rờ sướng rồi. Đúng không? Mà, nếu mà đàn ông rờ đồng bò mà rờ vô đụng cho cái kia cắt ngang rồi nữa. Ông nói thì hay lắm nè. Bởi vì ai gì núi bà nò hoài cũng đã ăn chuối vô hùa không thấy nè. Ừ, chuối hùa luôn á. Núi trời cái đó cái miệng. Núi trời cái miệng thôi. Cái miệng thôi. Cái tâm thì đâu có vậy đi đâu. Bởi cho nên mình có tâm, mình có tâm mà tâm hiền quá cũng không được, mà hung quá thì cũng mệt. Không nối thì làm sao cầm. Khoan đi coi cửa nào. Cái cơ nhà 14, 15, 16, 17 nó lao mình đi xuống dưới. 17 ở đâu? Ồ, 17 ở đây nè. 17 rồi. Lúc 17 đi mà không ngó ở trên ở dưới kì. Là để chắc à. Chú ở Cần Thơ. Ờ chú ở Cần Thơ. Ngay giữa Bến Kiều. Chú về thăm gia đình hả? Về thăm gia đình. Ngay Bến Kiều á. Ờ ngay Bến Ninh Kiều luôn hả? À, ngay Bến Kiều ngay dưới khu du lịch Nhật Hổ. Dạ, rồi bây giờ lên sóng luôn á. Rồi nghe Hằng nói chuyện cái lời biết hả? Chú C, chú C. Dạ chú C. Rồi ở đây luôn fan Hằng Cali thấy mía là biết luôn. Dạ chú C. Đâu đó đúng không? Dạ. Ờ vậy hả? Rồi bên đây chị Sương cũng là fan Hằng Cali. Wow chị đẹp gái quá vậy. Rồi bên kia chị bên kia cũng fan Hằng Cali luôn kìa. Có coi Hằng Cali luôn kìa.
đang quay bỏ lên YouTube. Wow, chị đẹp gái thiệt chứ bộ. Dạ. Ờ, chị đẹp gái quá vậy. Chị nhiêu tuổi rồi? 55 tuổi. Wow, đẹp gái. Đẹp gái chị ơi. Đó, bên kia. Bên kia là coi là biết rõ luôn đó. Là coi hàng nhiều đó. Để thấy hàng lên là chị mới thấy rồi. Ờ, vậy hả? Thấy hàng lên là coi rồi đó. Biết rồi, biết hàng dạ. Cái anh này rồi. Ờ, hồi nãy hàng kéo lên là biết hàng rồi hả? Em về cửa hổng giờ mấy tháng rồi. Đó, bên kia cũng coi thằng Cali luôn. Người nổi tiếng ai lại không biết hả? Trời ơi, nổi tiếng như mấy ông homeless. Nổi tiếng gì đâu hả cô? Nổi tiếng homeless. Dạ. Đây là mấy cô mấy chú đi về Việt Nam. Rồi xong rồi trở lại Mỹ. Dạ. Xe Cần Thơ. Rồi quê chú chưa xe gặp ở Cần hàng Thơ. Cali quá à. Mừng. Dạ, trời, gặp hàng Cali quá mừng. Dạ chú về ở đâu? San Jose hả? Chú ở Oak Lynn. À, chú ở Oak Lynn. Wow, coi như là Oak Lynn, Sacramento, khắp nơi coi hàng Cali ha. Rồi. Đi gặp ngon đi có vui không? Ngon chi, ngon. Có vui không? Ngon nói tiếng Việt mà. Vui. Vui hả? Vui. Đi làm ôi vui quá, ngon làm đi hết hồn. Đây nè, ông này là đòi đi homeless nè. Ờ, à, đúng rồi. Đòi đi homeless. Muốn đi homeless nó khó lắm rồi. Ok. Muốn đi homeless. À, thằng nói chi nào đi homeless à? Đi rồi. Gọi thằng Cali. Nói điên gì? Nó đánh bài tiếng lên. Nói tiếng Anh à? Ông nói là đánh bài tiếng lên. Cái gì đánh bài tiếng lên nè. Nói tiếng Việt rồi nghe lộn không biết nữa mới nói gì luôn á mấy ơi. Họ tưởng đi muốn lánh lộn vậy. Chị định giống như chị có quần áo dư nhiều lắm. Chị muốn cho làm sao chị cho... ở đâu? Chị ở Stockton. Stockton hơi xa chỗ em. Tưởng ở San Jose thì chị chở tới nhà em. Không, chị không ở San Jose. Nhưng mà bây giờ kho đồ nhà em còn nhiều lắm. Em về là phải cho. Muốn xin vài cái ok, bữa nào ở địa điểm nào đi rồi ngọ sẽ cho nị. Ngồi máy bay tới xin cho họ. Ngồi máy bay tới xin vài cái quần áo cũ ha. À. Ok, mấy ông này vui chưa? Ngộ sẽ đem ra ngoài kia ngồi cho người kia. À, sẽ quần áo xong đem cho lại đúng không? Ngộ mượn hoa. À. Bán ra sao? Mượn hoa cứu Phật. Cái đó kêu bằng mượn hoa cứu Phật. Được không đâu? Hả? Được. Đấy, Phật phải không? Tu phải không? Có mấy dấu ở trên, ấn mấy dấu rồi? Một dấu rồi. Vậy hả? Phải ấn đủ dấu mới là thành Phật. À. Sáu dấu rồi. Ủa, tu hú. Tu hú. Tu này không có ăn chay. Ông nói là tu hú. Trời ơi. Nên mấy chị, mấy anh vui không? Coi clip của hoài. Hồi nãy nghe giọng nói giống giống mà. Coi vậy hả? Coi hoài, bữa nay mới gặp. Quá vui luôn. Nói chuyện như mà vui vui hả? Vui, hết sức là vui. Hết sức là vui ha. Ngon không mấy thầy chủ. Bữa nay gặp mấy chú, mấy anh, mấy cô cũng vui, hết sức là vui. Lấy cái này xuống mới đẹp trai một chút ha. Mặt trai đó, hồi xưa là đẹp trai, bây giờ là mặt trai vậy. Bây giờ là bố trai bả la rồi kìa. Bả kia thả tù kìa. Kìa, thả hai tù. Sao lâu là má tôi đi phải lò lắm. Mấy ông này vui chứ. Đó, giờ ngồi chờ nè. Đây là, nếu mà mình đi Việt Nam Airlines, đây là bà con Việt Nam không? Có lên trình hình không? Lên trình hình đó trời. Có không? Lên. Không có à? Dài bữa nữa không vô YouTube thằng Cali là có. Chừng nào có bả thông báo. Bà xã ngồi coi. Thì vậy, chừng nào có là bả thông báo không, rồi. Không có ngồi bye bye qua ký đi vậy. Rồi, không được có không? Là ngồi qua là phải để quay lại một cái video ký khác. Ký liền cái. Ký ngọn cái. Thôi. À. Được không? Được. Có, bây giờ hỏi bả nha, khi nào phim lên là chắc chắn có nè. Dạ, yeah. Ok. Bả là fan cứng mà nị không coi là sao ta? Bả là fan cứng luôn mà sao nị không coi? Ngồi coi làm chi? Ngồi lâu quá tiền giúp đỡ người ta. Đâu có phải là giúp đỡ mới coi. Hả? À? Đâu phải giúp đỡ đâu, coi là ủng hộ. Vậy biết. Coi là ủng hộ. Ủng hộ tinh thần. Ủng hộ tinh thần á? Ừ. Ừ. Ok á. Dạ, yeah, ok. Suốt ở trong gần luôn á. Em á, ông xã em là người tiền. Ông á, ông người tiền á.
Hả, con muốn coi YouTube cửa hàng không? Có coi không? Ủa con có coi hả? Ủa thiệt hả? Trời, tội nghiệp vậy. Ở đâu? Đi du lịch. Đi du lịch. Ờ vậy em ở San Jose hả? Ờ vậy hả? Rồi chị là đi du lịch bên San Jose. Chị đi qua bên nhà. Ờ vậy hả? Rồi hai mẹ con đi hả? Chị nè, chồng chị. Rồi bé này là con của em hả? Con của chị luôn mà fan cứng luôn hả? Chàng ơi, ủa con. Chị nghe tiếng chị là chị biết. Ủa vậy luôn hả? Trời ơi. Dễ thương chưa? Thì ra ở đây fan cứng nhiều quá trời luôn. Vô cái gia đình gì mà 4-5 người mà hồi nào học đại học không mà bây giờ nghèo khổ. Đó, thấy không? Thấy nhiều hoàn cảnh, thấy tội, dễ sợ quá, rất là thiệt hết. Chúng coi đưa ai xuống đồng. Cái đó là thiệt hết. Tội gì? Rồi bị bệnh rồi học tới đại học mà đi vào làm thầy giáo rồi giờ dạ. Liệt chỗ. Đó, thấy không? Coi như là coi hết luôn, mà biết thằng làm gì chơi trời. Đang bàn cây á. À, không dành người ta gọi là bàn cây á. Bàn cái à. Bàn cái bàn cái là bệnh bàn cái bàn bàn là bệnh cái là gà mà cái là gà cái là gà nói đúng rồi cái là gà nói cái danh từ giống như là con gà bệnh á giống như thay thế cho con người vậy nói bàn cái bàn cái sổn cái á, sổn cái là con mấy con nhỏ nói chuyện cục cục. Ồ, sổn cái là mấy nhỏ nói chuyện cục cục rồi. Bữa nay tôi học thêm sổn cái. Tim cây á, dòng mổ người á. Là gì? Nó điên rồi đó. Nó điên rồi đó. Ồ, nó điên là tim cây. Đó. Sổn cái là cục cục. Vừa cái đi chậu cây á rồi. Chậu cái là chạy đi. Chậu cái là chôm đồ ra cái nó. Ồ, chậu cái là chôm đồ chạy đó. Đi giống như cây nó dầu thì dân mạnh như vậy họ tạp vậy đi. Hả? Cái dục. Hả? Cái dục à? Cô nó dầu xịt lơ. Cái dục bụi bụi rung đi mà. Bữa nay Việt Nam Airlines thì máy bay Việt Nam Airlines cho nên là fan thằng Cali ở đây không. Nhiều con mấy clip hay. Coi xúc động. Ngày nào cũng có clip hết á. Giờ lấy nó có lên. Có chứ giờ mở ra coi cũng có đó. Có. Ừ, có. Giờ về đi rồi bảo mở cho coi. Mở có lên hình được rồi. Ổng muốn lên hình cho nên là ổng nói phải có hình ổng nó có chắc chắn. Ngủ uống nổi tiếng. Ổng nổi tiếng. Ổng đánh xưng ra mặt giả mập. À hả đó muốn nổi tiếng. Ổng nói vui chưa? Đánh xin cái mặt giả mập á. Dạ có đi ra Đà Nẵng không phải không? Nó... Dạ có đi Đà Nẵng không chú? Em biết không? Có nhiều người đó không có tiền. Cái nó sợ người ta nói chè đó biết không? Đánh xin cái mặt lên cái nó giả mập. Lên máy bay rồi nè cả nhà. Mười hai tiếng nữa. Chắc có lẽ hơn 12 tiếng nữa tới San Francisco. Trên lối đi và khu vực cửa thoát hiểm. Để đảm bảo an toàn, đề nghị quý khách tắt các loại máy thu phát sóng, tắt điện thoại di động hoặc chuyển sang chế độ sử dụng trên máy bay và chế độ im lặng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Does not obstruct aisles or the emergency exits. For your safety, we would like to remind you to turn off receivers, transmitters and mobile phones or switch to flight mode and silent mode until disembarkation. Stow portable electronic devices in the overhead lockers or in the seat pockets in front of you during taxi, takeoff, and landing. Do not open the aircraft door without cabin crew's requirement to avoid causing unsafety, which may lead to a fine according to the regulations. Due to COVID-19 pandemic, passengers are required to wear face masks and strictly follow epidemic prevention regulation. Throughout the flights and at arrival airports. Thank you. Chạy đèn ghế. Chạy cái nền ghế.
chuối và rượu xuân banh ạ. Dạ, em mời chị. Sợ ở hàng Cali biết luôn kìa. Ở hai anh có coi em hả? Cho vậy hả? Thank you anh có coi em luôn. Ờ dạ đúng rồi. Em á đừng quay anh. Ok. Về Việt Nam làm đi tính 4 tuần thôi xong mà về làm 2 tháng rồi chưa hết. Mà về còn tội nghiệp quá, nói vậy nó sao không qua tiếp nữa. Buồn lắm, anh kia gọi quá trời luôn. Ồ, vậy là anh có coi em luôn. Vậy hả, tôi kêu anh ủng hộ. Có fan hàng Cali ngồi ghế trên luôn cả nhà. Nghe tiếng, tại nghe tiếng kêu anh Mía. Mới biết hàng Cali. Lên sóng của Hằng à, kênh của Hằng Cali nè. Hả?